xin mến chào quý cô chú bác anh chị em thân mến. Trước tiên cho Nhi gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến quý cô chú bác anh chị em nha. Lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất à. Và hôm nay Nhi xin chia sẻ về câu chuyện Bồ Tát Giỏm nữa, tiếp tục Bồ Tát 2 nha các anh chị. Ngày 6 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh năm 1981, quê huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, hiện ngụ huyện Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can và thu giữ được nhiều tài liệu vật chứng liên quan đến vụ án. Theo cơ quan điều tra, năm 2021, bị can Nguyễn Thị Bích Thủy đã bị Tòa án Nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cho hưởng án treo. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục điều tra làm rõ vi phạm pháp luật của bị can và những người có liên quan vụ án. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh đề nghị những ai là nạn nhân hoặc có thông tin về vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Thị Bích Thủy liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra. Số điện thoại là 0283760923 đó. Cái người này là tên Nguyễn Thị Bích Thủy nha các anh chị, sinh năm 1981, quê huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, hiện ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can và thu giữ được tài liệu vật chứng liên quan đến vụ án. Theo cơ quan điều tra, năm 2011, bị can Nguyễn Thị Bích Thủy đã bị Tòa án Nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cho hưởng án treo. Đó, các anh chị biết không, cái người Nguyễn Thị Bích Thủy này nè, thì cái vụ việc miền Trung vừa qua cũng nghe nói là cũng là Bồ Tát gì đó. Năm nay sao mà nhiều Bồ Tát lên đường quá các anh chị ơi. Đó, năm nay công nhận mấy anh công an cán bộ làm việc quá là xuất sắc luôn, chắc có uống bồ cụng rồi thành thứ tăng lực mạnh á, làm việc Bồ Tát quá là hay luôn đó. Cái này là những cái người này là coi như là lợi dụng tình thương chiếm đoạt tài sản. Một Bồ Tát khi thì đầu năm thì cũng đi lên đường rồi, cái này là hả, tới thứ hai rồi. Năm nay chắc em nghĩ là 3, 4, 5, 6 gì không biết nữa. Cái tiếp theo thì các anh chị nào mà thích nghe những cái chuyện mà Bồ Tát Giỏm á, thì các anh chị hãy theo dõi kênh của em đi nha. Và em xin mến mời các anh chị hãy nghe thêm một cái đoạn clip sau nữa nha. Đó, các anh chị nào hãy thích mà nghe về cái chuyện Bồ Tát Giỏm á, đó thì hãy nhớ ủng hộ em và em sẽ cập nhật những thông tin về Bồ Tát Giỏm cho các cô chú bác anh chị biết thêm ạ. Và em xin mến chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại các anh chị sau. Mến chào tạm biệt, bye bye, thank you. Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Thủy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Bích Thủy để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 6 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh năm 1981, quê huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, hiện ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can và thu giữ được nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án. Theo cơ quan điều tra, năm 2011, bị can Nguyễn Thị Bích Thủy đã bị Tòa án Nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cho hưởng án treo. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bị can và những người có liên quan vụ án. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh đề nghị những ai là nạn nhân hoặc có thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Thị Bích Thủy, xin liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra, số điện thoại 0283760693.
Thank you.